Một chiếc máy bay rớt bốc cháy sau khi cất cánh chưa được bao lâu ở Fullerton vào tối ngày thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2019 và làm phi công thiệt mạng. Theo nhật báo The Orange County Register, chiếc máy bay này gặp tai nạn vào lúc 7 giờ 50 phút tối trên đường bay số 24 của phi trường Fullerton. Cảnh sát cho biết đây là một chiếc máy bay 6 chỗ, này đó là phi cơ Duke hiệu Bitrat. Cứu hỏa Fullerton, chiếc máy bay đang bay với vận tốc là 80 dặm trên 1 giờ và vừa rời khỏi mặt đất khoảng 50 phút thì lạng qua bên trái, sau đó đâm sầm xuống đất, phát nổ rồi bốc cháy. Chỉ 10 phút sau đó thì lính cứu hỏa đã có mặt rồi dập tắt đám cháy vào lúc 8 giờ 13 phút tối. Theo lính cứu hỏa thì phi công là một ông Robert Kenner, cư dân của Utah, 48 tuổi đã qua đời tại hiện trường. Phát ngôn viên của cơ quan hàng không liên bang FAA cho biết phi công này khai là ông định bay từ Fullerton đến Utah. Bà Anna Luna, cư dân của Fullerton, nghe thấy tiếng nổ nên đã ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra. Bà tưởng đây chỉ là một vụ đụng xe mà thôi, nhưng ra ngoài thì thấy lửa và khói bốc lên cao. Lính cứu hỏa Fullerton cho hay ông Ellis bay từ Utah đến Orange County để thăm cha mẹ và sau đó bay về. Lúc bị rớt thì chiếc máy bay của ông đầy bình xăng nên đã phát nổ khi đâm sầm xuống đất. FAA đang điều tra sự việc này như thế nào. Nghe chị chồng nói là mới mua nhà tiểu bang Georgia, 5 phòng ngủ, 3 phòng khách. Thật đẹp, thật lớn mà chỉ có 150.000 USD cũng hay lắm. Nhưng mà nghĩ đến thời tiết ở đó so với California, nhất là vùng Little Sài Gòn này, thì vợ chồng thả ở đây trong nhà mobile home thấy vẫn thích hơn chứ không muốn dọn đi đâu. Chị Hồng Nguyễn chia sẻ, chị là một cư dân đang sống tại thành phố Garden Grove. Nói một cách ngắn gọn về lý do vì sao gia đình chị là quyết định bám trụ lại khu Little Sài Gòn. Theo thống kê của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, do chi phí nhà ở quá cao, hàng trăm ngàn người có mức lương thấp và trung bình ở tiểu bang California phải rời bỏ nơi này để sang các tiểu bang khác mua nhà sinh sống. Tuy nhiên, với phần đông người dân gốc Việt đã bén rễ vùng nắng ấm Cali, nhất là khu vực quận Cam, thì dù thu nhập chỉ ở mức trung bình thấp, họ vẫn bằng cách này hay cách khác xoay sở, cần kiệm để mua cho được một căn nhà làm nơi định cư lâu dài. An cư lạc nghiệp là quan niệm từ lâu của người dân Á Châu nói chung và Việt Nam nói riêng, rất khác so với người bản xứ nơi đây. Ông Quốc Nguyễn, 61 tuổi, sang Mỹ năm 2008, hiện đang làm công tại một công ty ở Little Sài Gòn với mức lương chưa đến 20.000 USD một năm, nhưng cũng đã mua được một ngôi nhà ở thuộc thành phố Garden Grove với giá là 370.000 USD vào cuối năm 2012. Gia đình tôi sang Mỹ năm 2008, lúc đầu cũng thuê chung cư để ở với giá là 1.150 USD một tháng. Nhưng mỗi ngày cứ nghe radio ra rả là mua nhà trả tiền rẻ hơn mua nhà, nên khi thu nhập của hai vợ chồng cộng lại được hơn 40.000 một năm là tụi tôi quyết định phải mua nhà. Có an cư mới lạc nghiệp được. Có cái nhà rồi thì cứ vậy mà làm tới. Ông Quốc nói một cách hài lòng như vậy. Cũng trong tinh thần phải tìm cách an cư trước khi tính chuyện làm ăn đường dài, ông Phước Ngô, cũng là cư dân Garden Grove, đã dốc sức mua nhà chỉ sau 3 năm định cư ở Mỹ. Theo ông, thu nhập của cả hai vợ chồng ông từ khi sang Mỹ năm 2006 đến nay gần như là không thay đổi nhiều, tức là chỉ vào khoảng là 46.000 đến 47.000 USD trên một năm. Năm 2009 tôi mua nhà, cả hai vợ chồng cùng đứng tên chứ không cần nhờ ai đứng bảo trợ hết. Nhà mua lúc đó có 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, giá là 275.000 USD. Mỗi tháng tôi trả tiền nhà luôn thuế là 1.400 USD. Ông Phước, người đang làm công việc dàn trang cho một nhà in trong vùng Little Sài Gòn, chia sẻ như vậy. Không đủ điều kiện để mua nhà như ông Phước hay ông Quốc, chị Hồng Nguyễn chọn cách mua nhà tiền chế mobile home sau nhiều năm thuê nhà chung cư để ở. Tôi cũng mê mua được một căn nhà lắm chứ. Nhưng mà thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng không đủ điều kiện để ngân hàng cho vay tiền mua nhà, nên chọn mua mobile home ở ngay đây chứ không hề có ý định sang tiểu bang khác mua nhà lớn với giá rẻ hơn nhiều. Chị Hồng nói về lựa chọn của mình. Dù ở mobile home, nhưng người phụ nữ đang làm việc thu ngân tại một ngôi chợ Việt Nam ở Fountain Valley với mức lương tối thiểu theo quy định của tiểu bang California là 9 đồng một giờ,
cũng tỏ ra là khá mãn nguyện với quyết định bám trụ ở California của mình. Quả thật, việc mua nhà được một ngôi nhà ở Cali, nhất là quanh khu Little Sài Gòn hay các vùng phụ cận, là một niềm tự hào ngấm ngầm của người dân gốc Việt tại Hoa Kỳ. Bởi không một ai có thể phủ nhận được sự tiện nghi, dễ dàng, thuận lợi trong tất cả các lĩnh vực của đời sống ngay tại Little Sài Gòn. Người ta yêu Little Sài Gòn không chỉ bởi khí hậu tuyệt vời mà thiên nhiên ưu đãi cho tiểu bang vàng này, mà còn vì chợ búa, ẩm thực, sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, cho đến những nhu cầu thiết yếu như trường học, bệnh viện, văn phòng bác sĩ, ngân hàng v.v. thì không đâu có thể so sánh bằng. Ông Lộc Nguyễn, một chuyên viên địa ốc ở Little Sài Gòn nhầm tính. Một gia đình có thu nhập chừng hơn 40.000 đến 50.000 USD một năm và mắc nợ ngân hàng chừng vài ngàn đổ lại vẫn có khả năng mua nhà có giá từ 400 đến 500.000 USD với điều kiện là có tiền trả trước 20% và thu nhập còn lại khoảng là 2.000 USD mỗi tháng sau khi trừ hết các chi phí để trả tiền nhà. Thu nhập thấp, mua được nhà ở Little Sài Gòn là do khéo xoay sở. Một phân tích mới gần đây dựa trên các dữ kiện của cơ quan thống kê dân số cho thấy là có gần 3/4 những người rời khỏi tiểu bang California kể từ năm 2007 đến nay là giới kiếm được ít hơn 50.000 USD mỗi năm. Các chuyên gia cho rằng thị trường địa ốc ngày càng cao giá ở California là một nguyên nhân chính đưa đến chiều hướng này. Trong khoảng 50 thị trường địa ốc đắt giá nhất trên nước Mỹ thì một nửa đã nằm ở California, và 9 trong 10 nơi có giá nhà cao nhất nước Mỹ cũng thuộc về California. Theo trang định giá nhà cửa Zillow.com, giá nhà trung bình tại các thành phố xung quanh Little Sài Gòn như Westminster là 527.200 USD, Garden Grove là 457.600 USD, Santa Ana là 410.500 USD, Anaheim là 468.100 USD, Fountain Valley là 665.300 USD, Huntington Beach là 68.370 USD. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của ông Lộc thì lý do nhiều người ở Cali nghèo quá, không đủ tiền mua nhà nên bỏ đi nơi khác không đúng 100% với người Việt. Người Việt mình mua nhà không chỉ là mua một cái chỗ để ở mà là quan trọng hơn là có một tài sản thật sự. Khi làm chủ một real estate ở California đắt đỏ, một căn nhà California có thể nhỏ, có thể xấu hơn ở nhiều tiểu bang khác, nhưng mà nó thực sự là tài sản của người dân ở một nơi có nhiều tiềm năng như thế này, ông Lộc giải thích như vậy. Trong tinh thần đó, cùng với sự cần kiệm sống đơn giản đến mức tối đa theo kiểu khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, nên nhiều người Việt có thu nhập ở mức trung bình vẫn có thể mạnh dạn mua nhà ngay tại Little Sài Gòn. Ông Quốc cho biết là mỗi tháng ông trả tiền nhà khoảng là 1.300 USD, thu nhập của hai vợ chồng tôi chưa trừ thuế là khoảng là 4.000 USD trên một tháng. Sau khi trả tiền nhà và thanh toán tất cả các khoản chi phí cần thiết cho đời sống ở mức tối thiểu thì còn dư lại khoảng chừng 200 USD thôi. Đó là do hai đứa con tôi đi học đại học, tôi không phải đóng tiền, mà tụi nó cũng kiếm được việc làm thêm nên không đụng đến một đồng nào của ba mẹ hết thì mới chi phí được như thế, ông chiết tính như vậy. Với ông Phước thì tiền nhà trả hàng tháng là 1.400 USD luôn thuế, tiền lương tôi vô hết để trả tiền nhà, chỉ còn lại một đầu lương của bà xã mà thôi. Đó là một gánh nặng chứ chẳng chơi. Nhưng may là tôi sửa lại nhà để xe thành một phòng cho thuê, để mỗi tháng có thêm vài trăm nên nhẹ bớt phần nào. Nếu không cho thuê thì với thu nhập chừng là 47.000 USD mỗi năm thì chi phí cũng sẽ đủ thôi, nhưng mà rất là chật vật, ông nhìn nhận như vậy. Tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng nhiều người gốc Việt thu nhập thấp mà vẫn mua được nhà là do họ có sẵn được khoản tiền để trả trước cho căn nhà muốn mua. Đó là tiền bán nhà từ Việt Nam mang sang, chứ ở đây đi làm lương như vậy thì làm sao có tiền để dành đến mấy chục ngàn. Ông Phước, ông Toàn và chị Hồng đều có chung nguồn gốc tiền để down mua nhà như thế. Ông Phước phân tích, thu nhập của nguyên gia đình tôi dưới 50.000 USD vẫn có thể mua được nhà là do tôi có sẵn tiền down. Chứ nếu chỉ qua đây với hai bàn tay trắng đi làm với mức lương đó thì làm sao có thể dư đủ để trả tiền down mà mua nhà, đó là vấn đề. Do đó được trả tiền là 50.000 USD từ Việt Nam mang sang nên chỉ sau 3 năm đến Mỹ, ông Phúc đã mua được nhà 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm với giá là 275.000 USD, trả trước 55.000 USD. Để bây giờ ông cảm thấy quyết định mua nhà là đúng, nhất là khi cho thuê được thì thấy thoải mái hơn, tiền cho thuê có thể tiêu vặt được, không còn bị áp lực chật vật phải chi ly tính toán sao cho đủ tiền bill, tiền nhà mỗi tháng.
Chị Hồng Nguyễn thì dù có sẵn tiền để trả trước 20% khi mua nhà khoảng là 400.000 USD, nhưng do thu nhập hiện tại của vợ chồng chị quá thấp, không đủ điều kiện để vay tiền ngân hàng, nên chị dùng tiền đó mua nhà trả hết một căn mobile home. Lúc thuê nhà chung cư có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, không có nơi giặt sấy gì hết mà đã phải trả là 1.500 USD mỗi tháng. Giờ căn nhà mobile home này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng rãi, đậu xe thoải mái mà chỉ phải trả chừng là 920 USD trên một tháng. Chi phí thấp hơn, thấy đời sống thoải mái hơn, chị chia sẻ như vậy. Ông Quốc cũng cho rằng hài lòng lắm khi mua được nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở Westminster và trả mỗi tháng là 1.300 USD thay vì trước đó ở nhà thuê là phải trả 1.150 USD. Giờ nghe nhà nhiều tiểu bang rẻ hơn, nhưng không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bán nhà đi nơi khác vì khí hậu. Đời sống ở đây quá tốt, còn đi đâu nữa? Ở ngay cộng đồng đông người Việt như vậy thì còn đòi hỏi gì nữa bây giờ? Ông Quốc cười sảng khoái và nói như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.